Bóng đá hôm nay, Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu lần thứ 5. Công Phượng sẽ đá ở giải hạng nhất Bỉ. Eriksen mua nhà tại Madrid. Huấn luyện viên Park Hang-seo hoãn đàm phán với VFF là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Thể hiện một sức mạnh vượt trội trong suốt 90 phút, các chàng trai trẻ của U21 Tây Ban Nha đi vào lịch sử vòng chung kết U21 châu Âu với lần thứ 5 vô địch. Cả U21 Tây Ban Nha và U21 Đức đều thi đấu rất ấn tượng trên con đường đi đến trận đấu cuối cùng của giải năm nay. Chính vì thế, trận chung kết này trở nên vô cùng khó đoán ngay cả với những chuyên gia. Nên nhớ, đây đã là lần gặp nhau thứ 3 của hai nền bóng đá mạnh bậc nhất châu Âu ở trận chung kết của lứa U21. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy U21 Tây Ban Nha mới là đội chuẩn bị tốt hơn. Các chàng trai xứ bò tóc nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chiếm được thế trận. Ngay phút thứ 7, Fabian có pha xử lý vô cùng đẳng cấp bên ngoài vòng cấm bằng một cú cứa lòng chân trái đưa bóng thẳng vào góc xa mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng sớm, U21 Tây Ban Nha càng dễ dàng kiểm soát thế trận hơn nữa. Trong khi đó, U21 Đức dường như không có cơ hội vật lại khi những bài tấn công quen thuộc của họ đều bị đối phương bắt bài. Đến phút 69, sai lầm đẩy bóng hớ hình của thủ môn Alexandre Nueven bị Daniel Olmo tận dụng triệt để nhân đôi cách biệt cho U21 Tây Ban Nha. Nhận bàn thua thứ hai này, tinh thần U21 Đức suy sụp hoàn toàn. Và dù Nadiem Amiri có lập một siêu phẩm sút xa ở phút 88 thì mọi chuyện cũng đã quá trễ. Chung cuộc, trong lần thứ 8 vào đến chung kết U21 châu Âu, U21 Tây Ban Nha đã có lần thứ 5 vô địch bằng chiến thắng 2-1. Thầy trò Luis de la Fuente đã cân bằng kỷ lục vô địch lứa U21 châu Âu với Italia. Còn với U21 Đức, họ có danh hiệu an ủi là vua phá lưới dành cho Luka Waldschmidt với 7 bàn. Công Phượng sẽ sang thi đấu ở giải hạng nhất Bỉ. Theo tờ Sportichi của Nhật Bản, ngày 29 tháng 6 vừa rồi, câu lạc bộ hạng nhất của Bỉ Sinh Sui Đừng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Công Phượng với thời hạn 1 năm. Dự kiến đội bóng này và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm ký hợp đồng để tiền đạo sinh năm 1995 này sang châu Âu thi đấu. Trước đó, trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh đã khẳng định rằng Công Phượng đang hoàn tất các thủ tục xin visa để sang châu Âu trong thời gian sớm nhất. Sinh Sui Đừng, đội bóng xếp thứ 7 ở giải hạng nhất Bỉ vừa rồi, có chủ sở hữu là công ty DMM của Nhật Bản và họ muốn mở rộng thị trường sang châu Á. Công Phượng từng thi đấu cho Vito Hollyhock là cái tên được nhắm tới. Hiện tại, câu lạc bộ này đang có tới 6 cầu thủ Nhật Bản là Tetsuhiro Tomiyasu sắp sang Bologna, Daichi Kamada cho mượn đến Frankfurt, Takahiro Sekin cho mượn đến Ingolstadt, Kosuke Hirohita, Yuta Koike, Wataru Endo. Trước đó, nhiều người cho rằng Công Phượng sẽ sang Pháp để thử việc một tháng ở câu lạc bộ hạng nhì Clermont FC. Eriksen mua nhà ở Madrid, sắp gia nhập Real. Theo The Times, tiền vệ Christian Eriksen đang có mặt ở Madrid để tìm mua nhà mới. Trước đó, cả người đại diện của cầu thủ này cũng bay đến thủ đô Tây Ban Nha. Như vậy, rất có thể Eriksen rất có thể đã đồng ý với các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Bernabeu. Trước đó, Eriksen đã kiên quyết không gia hạn với Tottenham khi hợp đồng chỉ còn 1 năm, buộc lòng Tottenham phải tìm cách bán anh. Chủ tịch Daniel Levy muốn mức giá 100 triệu bảng, nhưng phía Real Madrid chỉ muốn trả 45 triệu bảng cộng thêm Dani Ceballos. Được biết, MU cũng từng theo đuổi Eriksen, nhưng có vẻ như Quỷ Đỏ đã yếu thế hơn so với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Diogo Dalot sẽ phải rời MU. Với sự hiện diện của tân binh 50 triệu bảng Juan Visaka, cơ hội thi đấu của hậu vệ trẻ Diogo Dalot sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Và theo Evening Standard, huấn luyện viên Ole Solskjaer đã thẳng thừng bảo rằng anh có thể ra đi ngay mùa hè này. Dalot gia nhập MU hè năm ngoái từ Porto với giá 18 triệu bảng, nhưng chỉ được đá tổng cộng 18 trận và thường được sử dụng ở vị trí chạy cánh phải, thậm chí là tiền vệ phải nhờ khả năng tạt bóng khá ấn tượng.
Các cổ động viên MU cho rằng anh sẽ cạnh tranh với Wan-Bissaka ở vị trí hậu vệ phải. Song John Terry thì không nghĩ vậy. Ở vị trí tiền vệ phải bây giờ, ông cũng ưu tiên tân binh Daniel James hơn. Chưa kể lão tướng Juan Mata vừa được gia hạn. Nếu có De Ligt, Bonucci sẽ ra đi. Không có cuộc bầu chọn chính thức nào, nhưng Bonucci mặc nhiên được xem là trung vệ tốt nhất Juve trong vòng 10 năm trở lại đây. Antonio Conte tin tưởng, đưa anh từ một trung vệ trung bình khá bước lên hàng ngũ ngôi sao ở Serie A. Mark Allegri duy trì điều này, cho dù giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, cùng với hiệu suất phòng ngự cao, Bonucci cũng không ít lần mắc sai lầm vì lơ đễnh. Nguyên nhân là anh luôn thích phiêu lưu trong các pha bóng. Bonucci muốn ra đi, Juventus không có lý do gì để phải giữ anh bằng mọi giá. Bonucci đã bước sang tuổi 32, và bán anh lúc này giúp Juventus kiếm được một khoản đáng kể. 50 triệu euro là hoàn toàn có thể, vì Paris Saint-Germain đang cần người thay Thiago Silva. Trung vệ sẽ 35 tuổi vào đầu mùa giải 2019-2020. Juventus đang tiến rất gần đến hợp đồng với Matti De Ligt, trung vệ mà Fabio Capello gọi là một hiện tượng. Ở tuổi 19, năng lực của De Ligt không thể bàn cãi. Đội trưởng của Ajax có tố chất thủ lĩnh, cũng là trung vệ có khả năng phát động tấn công từ tuyến sau và rất hiệu quả khi tham gia vào các pha bóng cố định. Với một De Ligt trẻ trung, Juventus có người thay thế hợp lý cho Bonucci. Chủ tịch Andrea Agnelli đang hướng đến cuộc cách mạng về tư duy ở Allianz Stadium. Nếu Bonucci quan tâm đến việc chuyển sang PSG, thì bán anh cũng là cách để cuộc cách mạng được thuận lợi hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay, việc đàm phán hợp đồng của ông với VFF được lùi lại tới tháng 10. Liệu đây là tin đáng mừng hay đáng lo? 1. Theo như phát biểu với giới truyền thông quê nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định mình không vội vã hay nghĩ quá nhiều về bản hợp đồng mới cùng bóng đá Việt Nam. Dù người đại diện đã có cuộc gặp với VFF ít ngày trước, với rất nhiều công việc trong thời gian tới thì nhiều khả năng thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi lại một cách chính thức với VFF để nói về hợp đồng mới sẽ rơi vào tháng 10 năm 2019. Đây là khoảng thời gian tương ứng với thời điểm mà VFF muốn ấn định đàm phán cùng thuyền trưởng tuyển Việt Nam trước 3 tháng khi kết thúc hợp đồng vào tháng 1 năm 2020. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý ngồi vào bàn đàm phán vào tháng 10 rõ ràng là tin mừng đối với VFF ở thời điểm đang khá căng thẳng. Như lúc này khi chưa tìm ra người thay thế ông Cấn Văn Nghĩa vừa từ chức, có thêm thời gian đồng nghĩa VFF sẽ có cơ hội để tìm kiếm cho mình những nguồn tiền mới đủ sức bước vào bàn đàm phán với chiến lược ra người Hàn Quốc một cách tự tin nhất nếu như phía ông Park đòi hỏi một mức lương khủng như thông tin trước đây. Không chỉ có thời gian để chuẩn bị kinh tế hay các bước đàm phán chặt chẽ, việc lùi thời hạn ngồi lại với nhau cũng là cơ hội cho VFF tìm ra một cái tên đủ tài, tâm ngồi vào vị trí phụ trách vận động tài trợ. Và tất nhiên, quãng thời gian được ấn định kể trên cũng giúp VFF nhìn vào thành tích một số trận đấu tại vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 9 của ông Park để nói chuyện về tiền lương, chế độ. Và cho tới lúc này dù huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hoàn toàn thuộc về đội tuyển quốc gia Việt Nam, chưa bị đội bóng nào lộ trèo kéo, mời gọi, thế nhưng 3 tháng nữa sẽ chẳng ai dám chắc chiến lược ra người Hàn Quốc không nhận được lời mời hậu hĩnh nào khác. Rất lo, bởi xét theo yếu tố tâm lý của một huấn luyện viên thì thông thường đều thích cầm quân ở một câu lạc bộ hơn là đội tuyển quốc gia khi được làm việc hàng tuần, cũng như tận hưởng bầu không khí bóng đá một cách thường xuyên. Cũng cần phải lo nữa, khi ở vòng loại World Cup tới đây nếu như tuyển Việt Nam chơi thành công thì giá trị của ông Park cũng vì thế mà tăng theo, thậm chí là rất cao đủ để VFF không thể kham nổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định sẽ ưu tiên cho tuyển Việt Nam, nhưng giả sử như phía VFF không thể đáp ứng những yêu cầu từ tiền lương, chế độ hay cả công việc thì việc ông thầy người Hàn Quốc ra đi là đương nhiên. 3 tháng để VFF giải quyết những vấn đề của mình đồng thời tìm kiếm nguồn tài trợ tiền lương cho ông Park. Đây là cơ hội rất tốt nhưng cũng lại khá mạo hiểm bởi dù sao chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thân bất do kỳ. Khi đứng sau là một công ty môi giới, quản lý, mà một công ty môi giới điều quan trọng nhất đôi khi không chỉ là môi trường làm việc như thế nào mà kinh tế mới quan trọng nhất để VFF cũng phải nhức đầu chứ không đùa.